Tâu Nữ Dương, đoàn thái tử đã đến. Kính chào Nữ Dương. Trời ơi, chẳng biết có Dương hay sao. Nhưng có lẽ Nữ Dương đã hối hận vì đã trót nhận hôn lễ của tôi. Nhưng tôi biết thân phận của tôi chỉ là một loài ác quỷ đang đổi đất người đảo khổ. Trời ơi, con biết phải nói gì đây khi tiếng sấm nổ vang làm cho giấc mộng thủy tinh tan tành, vỡ dung ngắm ngồi nhắc từng mảnh vỡ đau thương mà nghe như hồn chết liêm tơ. Ta sẽ giữ trọn lời hứa ước để làm dối giả Tiên Dương cùng kêu thần dân dò và gian dình tính nghĩa với thần dân. Trời ơi, tại sao ta lại là một nữ dương mà không là một người con gái tầm thường để được trọn quyền yêu? Xin tuân lệnh. Nghi lễ quan, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đưa Nữ Dương cùng đoàn thái tử đến lăng miếu để tế lại Tiên Dương. Hoàng đế, hoàng huynh, Nữ Dương thái tử. Trời ơi, ta đang thẳng tay gươm để toan xuống tay giết vợ giết em đang dở trò pha. Hoàng huynh ơi, hãy nghe đệ giải thích. Hoàng đệ đừng nói nữa, ta đã thấy và đã hiểu tất cả rồi. Hôn lễ đang được cử hành mà cô dâu lại lẳng lặng bỏ đi. Ta biết có chuyện chẳng lành nên mới đến đây. Thì trời ơi!
Thôi, nữ chúa đừng giải thích nữa. Ta đã hiểu tất cả rồi. Ta biết phận mình là một kẻ xấu xí bất nguyện, nên xin tự nguyện rút lui. Ta chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Hoàng huynh, để... Nếu xem ta là hoàng huynh thì để đừng nói gì thêm nữa. Ta sẽ rời khỏi hoàng cung và trở về Đại Lý. Hoàng đệ hãy ở lại lo cho nữ chúa Băng Tuyền. Hoàng huynh ơi, nhưng mà chuyện này... Còn thái tử, ta đã quyết để đừng cãi. Đó là lĩnh. Thôi, ta xin tạm biệt.